Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái giao diện của Scrap. Thế thì đây chúng ta mở cái phần mềm lên thì nó có cái giao diện như thế này. Chúng ta quan sát thì ở đây cái phần Scrap này là cái version 3.29.1. Nếu mà các bạn mà có version khác có thể giao diện hơi khác một tí, nhưng về cơ bản thì nó đều có như thế này. Thế ở đây thì chúng ta thứ nhất là chúng ta quan sát toàn bộ cái giao diện chúng ta. Nó có phần một là cái menu ở phía trên này. Đó. Phần thứ hai là phần trình bày các cái nhân vật. Và chúng ta có thể xóa bỏ các nhân vật này hoặc thêm nhân vật mới. Và chúng ta có thể thay đổi các tham số của nhân vật. Ví dụ, ta có thể cho ẩn thì không nhìn này. Muốn quay lại hiển thị lại thì bạn vào đây. Thay đổi kích thước to nhỏ này ở đây. Đấy. Hướng ở đây. Hướng ví dụ đây đang là 90, chúng ta cho quay này. Đấy, chúng ta thay đổi nhân vật. Đây là chúng ta đặt tên nhân vật. Thì nó sẽ hiển thị chúng ta cái tên nhân vật ở đây. Đây là cái phần mà chúng ta thao tác với nhân vật. Thì ở đây chúng ta có thể thêm một bước nhân vật. Ở đây chúng ta thêm một vài nhân vật nữa. Đây chúng ta thêm một nhân viên. Đó. Thì chúng ta có thể thêm vào đây. Thì ở đây chúng ta có hai nhân vật rồi. Chúng ta muốn bỏ nhân vật nào thì chúng ta có cái hình này. Chúng ta có thể xóa đi, thêm lại nha. Rồi. Thế thì đây là chúng ta thay đổi các cái chức năng của nhân vật. Thì ngoài ra chúng ta có thể đặt màu nền cho cái hiển thị này, cái giao diện này. Thì ở đây thì chúng ta có thể chọn rất nhiều cái màu nền khác nhau. Đây, giả sử ta chọn cái màu nền này. Đó. Thì trông nó đã khác hẳn, đúng không? Đẹp hẳn. Thì khu vực thứ ba là khu vực mà các câu lệnh chúng ta có thể đặt ở đây, khu vực này. Và một cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ có cái bên trái này, có các cái mục motion look, tức là để chúng ta đặt các câu lệnh âm thanh, sự kiện này, điều khiển này, sending này, các toán tử x biến này, khối lệnh. Thì ở đây thì chúng ta muốn thêm một cái chuyển động nào đó thì chúng ta chọn nhân vật này, giả sử chúng ta chọn vào đây. Đây chúng ta kích vào nhưng mà chúng ta sẽ đi đây là nhân vật, giả sử chúng ta chọn con mèo này, mèo mà ta lại chuyện đây, cho con mèo đi. Đấy, con mèo đang đi giật lùi. Ok, con mèo quay. Đây là các cái đấy, là khung này là khung mà chúng ta viết các câu lệnh cho nhân vật. Đây là chúng ta hiển thị các nhân vật này. Chúng ta có thể thay đổi rất nhiều cái tính năng. Âm thanh con mèo kêu ấy. Hai. Và tất cả sau khi chúng ta làm xong, chúng ta quay lại phần code này, chúng ta làm xong. Thì
chúng ta có thể đặt tên cho file này là gì đó, bài một đó. Sau đó thì chúng ta muốn lưu lại file, lưu lại phần này là edit này. Thì chúng ta sẽ đây, nó sẽ hiển thị bài 1 và mặc định là có đuôi F13 C7. Đấy, thì ta đã lưu được bài, bài 1 và máy tính rồi. Bây giờ chúng ta muốn thử chạy cái này. Đấy. Chạy vòng quanh. Chuyển sang đây. Ok. Đấy là chúng ta hình dung được là thứ nhất là phần mềm, giao diện phần mềm. Thứ hai là cách tạo ra một chương trình như thế nào. Đây chúng ta đã tạo ra cái đại mục của chúng ta đây. Tạo ra bài một của chúng ta trên máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt.